bố thí mà không thấy mình là người cho, người kia là người nhận, đây là vật cho. Ba cái đó mình vượt. Mình chỉ biết là bây giờ người ta đang cần, mình lại có của, và mình thấy người ta khổ cho nên mình cho, mà không có tính toán người này phải nhớ ơn tôi nghe không, rồi mai mốt là tôi coi họ tặng là tôi cái gì. Tức là mình có tính cái của mình cho, tính cái người nhận, tính luôn mình là người cho, thế là chưa thù thắng. Vậy thì tất cả việc làm gì của chúng ta nó vượt hơn những cái thường tình. Thí dụ như mình nói, còn cái ông đó đó, má biết ổng làm lớn lắm, con ráng tặng quà ổng kỳ này nghe không, rồi mai mốt mình nhờ nó dễ. Cái đó chưa là thù thắng. Cái đó mình cho, mình biếu, mình tặng mà mình có cái sự tính toán. Còn cái bố thí của nhà Phật là mình không thấy mình là người cho, người kia không phải là cái người mình tính toán họ phải nhớ ơn mình vì họ là người nhận. Và vật này mình không thấy đây là cái của quý, của hay, ngon, của mắc tiền, mình tặng để mai mốt mình lấy lòng mình gì đó. Cái đó gọi là tam luân không tịch. Ba cái vòng mình, người, của đều phải vắng lặng khi mình cho. Thế gọi là thù thắng. Vậy việc làm gì của chúng ta cũng đều là thù thắng hết nếu chúng ta làm bằng tất cả tấm lòng của mình. Ở đây, một năm chúng ta có bao nhiêu cái lễ hội, nhưng không có lễ hội nào thù thắng, chỉ có hội Vu Lan là thù thắng. Bây giờ mình nói tại sao Vu Lan là thù thắng. Thứ nhất, hôm nay là ngày chư Phật hoan hỷ. Tại sao ngày chư Phật hoan hỷ? Đâu phải là có cơm nhiều, có bánh trái nhiều, có kẹo nhiều mà Phật hoan hỷ. Mà Phật hoan hỷ là bởi vì chư Tăng từ sau lễ Phật đản, chư Tăng tịnh tu 3 tháng cho đến rằm tháng 7, chư Tăng tu tập 90 ngày huân tu giới đức. Và ngày đó chư Tăng thêm một tuổi đạo. Ở ngoài đời đến ngày sanh thì chúng ta gọi là thêm một tuổi đời. Còn đối với người xuất gia thì không có tính ngày sinh nhật, mà tính cái ngày mãn hạ. Cái ngày mà chư, cái ngày rằm tháng 7 là ngày chư Phật hoan hỷ. Hoan hỷ là bởi vì chư Tăng thêm được một tuổi đạo. Quý vị có tụng kinh Vu Lan nhớ câu này không? Chính ngày ấy Phật Đà hoan hỷ, phải sắm sanh bá vị cơm canh, đựng trong bình bát tinh anh, chờ giờ tự tứ chúng tăng cúng dường. Tự tứ là gì? Tự tứ là một cái lễ chư Tăng thỉnh mời các vị chỉ lỗi cho con để con sám hối. Cái đó gọi là tự tứ. Chứ tự tứ là khuyến thỉnh người khác chỉ lỗi cho mình. Bằng cách nào? Ví dụ, đến cái ngày đó chư Tăng tập hợp lại thì thỉnh một vị lớn ngồi lên trên, vị nhỏ quỳ ở dưới bạch: Đại đức nhất tâm niệm, hôm nay chúng Tăng tự tứ, con tỳ kheo đọc tên mình ra cũng xin tự tứ. Nếu trong 3 tháng qua Đại đức có nghe con có lỗi, nghi con có lỗi, thấy con có lỗi, xin Đại đức hãy thương con mà chỉ lỗi cho con sẽ như pháp sám hối. Thì vị đó thấy vị này tu 3 tháng tốt quá, không có gì lỗi, nói thiện là nghĩa là tốt, good. Thì cái vị nói dạ con xin nghe. Còn nếu mà vị kia mới nói thầy tu cũng được lắm, nhưng mà tôi nhớ có mấy bữa thầy hơi thức hơi khuya. Thí dụ vậy đó, thầy xài internet hơi khuya cho nên là thầy nhớ là phải giữ cái đó, thí dụ vậy thì xin sám hối. Cái đó là mình thỉnh người khác soi sáng cho mình, chỉ lỗi cho mình. Đó là một 90 ngày tu học, và đến cái ngày cuối chúng ta phát tâm phục thiện bằng cách là cầu thỉnh các vị cao đức chỉ lỗi cho mình. Ví dụ như bây giờ con mình mà có lỗi mà biết nhận lỗi mình, vui không? Vui. Thì Phật cũng thế.
đệ tử Phật mà sau khi tu hành mà biết lỗi mà nhận lỗi thì Phật vui. Hơn thế nữa là thấy chư tăng tu miên mật trong 90 ngày. Bởi vì ngày xưa chư tăng đi thuyết pháp khắp nơi. Rồi cái mùa đó là mùa mưa, mà mỗi lần mưa thì côn trùng nó sinh ra. Mình đi tiếp tục thì mình sẽ dẫm đạp trên côn trùng. Cho nên Phật vì lòng từ bi, và cũng đây là một cơ hội để chư tăng quy tụ lại một chỗ để mà sách tấn tu học với nhau trong 90 ngày. Cho nên nếu mà quý vị nào đi ngang các chùa đó, quý vị thấy người ta đề một cái bảng ở phía trước chùa trong cái mùa hè để là đạo tràng tịnh nghiệp an cư, thì quý vị biết đó, cái chùa đó có tổ chức an cư đó. Trong đó có nhiều chư tăng, chư ni đang tu ở trong đó. Và ngày xưa người ta gọi là cửu tuần cấm túc. Cửu tuần là 9 tuần lễ. Mà ngày xưa một tuần lễ là 10 ngày chứ không phải như bây giờ 7 ngày. Cửu tuần là 9 tuần. Mà 9 tuần tức là 90 ngày. Cấm túc tức là mình giam cái chân mình lại, không có đi nhiều. Trừ những vị giảng sư, pháp sư cần phải đi thuyết pháp cho các đạo tràng thì các thầy đi, còn tất cả chúng khác ở lại tu tập. Vậy thì cái hội thắng hội là bởi vì cái ngày này là ngày chư Phật hoan hỷ. Cái thứ hai, chư tăng thêm tuổi đạo. Tính sao gọi là tính tuổi đạo? Một vị xuất gia tu hành đến khi nào thọ tỳ kheo giới, bắt đầu kể từ cái năm thọ tỳ kheo bắt đầu tính một tuổi. Nhưng mà với điều kiện là phải có an cư mới có được tuổi đạo. Nếu như không an cư, không có tuổi. Thì tính như vậy, thí dụ như bây giờ cái chú đó đó, chú đi tu hồi chú 15 tuổi. Chú là sa di thôi. Cho đến khi chú 20 tuổi, chú đi thọ tỳ kheo. Thì chú thọ tỳ kheo năm 20 tuổi, thì tới năm 21 tuổi chú có an cư, cái chú được một tuổi đạo. Đến năm chú 40 tuổi là chú được bao nhiêu tuổi đạo? 20 tuổi đạo. Và chư tăng mới xét thấy cái vị tăng này trong 20 năm qua sự tu hành có tinh tấn, hạnh đức đầy đủ, có công tu tập truyền pháp, cho nên chư tăng trong giáo hội mới làm cái lễ tấn phong cái vị đó, gọi là thượng tọa. Thượng tọa tức là người phải 40 tuổi đời trở lên và ít nhất là 20 tuổi hạ. Nhưng mà cái này là do ai quy định? Giáo hội Phật giáo quy định. Bởi vì khi có tổ chức thành giáo hội, tức là chúng ta phải có cái phương pháp hành chánh để rồi chúng ta tấn phong những phẩm vị của các vị tăng trong giáo hội, để người nhỏ biết trên dưới mà kính nhường. Chứ không thôi thì nếu nói ở cái pháp bình đẳng thì chư tỳ kheo bình đẳng. Thầy đó 100 tuổi đạo với chú tỳ kheo mới thọ cũng là tỳ kheo. Nhưng mà nếu mà như vậy thì cái người nhỏ họ không có biết kính cái người trên. Cho nên tấn phong lên hòa thượng, thượng tọa, ni sư, sư cô gì đó. Ở bên này thì đại đức á, thì bên kia gọi sư cô. Bên này gọi là ni sư, thì bên này là thượng tọa. Cho nên ni sư á, tức là thượng tọa bên tăng đó, bên ni đó. Nhưng mà chư ni thì chúng ta gọi là ni sư. Bên tăng gọi chúng ta gọi là thượng tọa. Rồi các vị mà gọi chúng ta gọi là ni trưởng, thì bên này chúng ta gọi là hòa thượng. Hòa thượng tức là người phải 60 tuổi đời, 40 tuổi đạo. Thì chư tăng thêm một tuổi đạo. Cho nên mình hay nói là hôm nay chính là ngày chư tăng tự tứ, ngày chư Phật hoan hỷ. Thì bây giờ mình nhờ năng lực của chư tăng, nhờ năng lực của chư tăng tu tập, cho nên mình phát tâm mình cúng dường, để nguyện cái lực của chư tăng cầu nguyện cho mình. Cái thứ hai, thứ nữa, hôm nay lại là ngày Vu Lan báo hiếu. Đến cái mùa này, đến cái ngày này thì tự động mọi người ai cũng hoài niệm tới ân đức của cha mẹ. Mà cái người nào mà khơi nguồn cho cái lễ Vu Lan này, đại chúng nhớ không?
Nhớ chứ, mình là Phật tử là cái này căn bản. Tức là Ngài Mục Kiền Liên, đó, cái hình ảnh Ngài đang để biểu tượng ở trên đó. Quý vị đừng có lầm Ngài Mục Kiền Liên với Ngài Địa Tạng nha. Tại vì hai ngài này theo cái vẽ tượng, tạc tượng của người Trung Hoa với người Việt Nam mình giống nhau. Là Ngài Mục Kiền Liên đội cái mão, cầm cái tích trượng, mặc cái y đỏ. Rồi Ngài Địa Tạng cũng mặc vậy. Nhưng mà thật sự ra cái đó là do cái phát họa, cái làm tượng của người người Hoa với người Việt mình. Chứ còn Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ấn Độ, Ngài đâu có mặc kiểu Trung Quốc này. Cái này là y áo kiểu Trung Quốc, y áo của Trung Quốc chứ Việt Nam. Nhưng mà mình hễ tạc tượng mà mình là người Việt là làm Phật giống người Việt, Phật Thái nhìn giống Thái, Phật Miên nhìn giống Miên. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên là quấn y chứ đâu đắp kiểu này. Phải không? Nhưng mà tại vì cái văn hóa của truyền thống của chúng ta là chư tăng mặc y như thế, thì chúng ta cũng tạc tượng của Ngài Mục Kiền Liên đắp y như thế. Chứ còn thời của Phật không có đắp cái y này. Thời Phật quấn y vòng vòng. Cái áo này nè, cái áo này là chúng ta, nó xuất hiện từ đời nhà Đường. Tại vì chư tăng quấn y hở cánh tay đi vô trong triều đình đâu có hợp với cái lễ nghi của Trung Quốc. Bởi vì Ấn Độ á, mình kính người ta mình phải hở cánh vai. Còn cái văn hóa Á Đông mình á, kính thì phải kính đáo. Cho nên là không có được mặc như vậy. Và các quan á, trong triều á, thì quý vị nhớ mấy ông quan trong nhà Đường là mặc cái áo rộng về phải không? Cho nên kể từ đời nhà Đường chúng ta mới phát minh ra cái áo này. Cái áo này là từ thời nhà Đường Trung Quốc. Và chúng ta bây giờ mặc luôn mà thấy nó cũng tiện. Tại vì ai đưa cái gì cũng bỏ vô đây được hết. Cái áo này á, nhà chùa gọi là cái hậu. Quý vị nhớ không? Cái này gọi là cái hậu. Còn cái tấm vải mà quý thầy đắp bên ngoài gọi là cái y. Cho nên khi mà chư tăng nói á, hôm nay con xin cúng dường cho thầy một bộ y hậu, thì phải nhớ là y hậu là hai thứ. Y là cái tấm vải có sọc phủ bên ngoài gọi là y. Cái áo bên mặt bên trong gọi là hậu. Cho nên khi người ta nói y hậu là người ta nói nguyên set đó, nguyên bộ đó. Còn mình nói là con cúng y, tức là cúng đủ 12 thước may y thôi. Một bộ y hậu 12 thước vải. Thì Ngài Mục Kiền Liên là người khơi mở cho cái pháp hội Vu Lan này. Bởi vì Ngài theo như tinh thần kinh Vu Lan là Ngài cứu mẹ đó. Ngài cứu mẹ mà mẹ của Ngài đói khổ mà Ngài mang bát cơm đến đưa cho bà, mà ở trong cảnh khổ mà vẫn còn tham. Bởi vì tham mới đọa. Vậy mà chưa có tỉnh táo. Thấy chén cơm thì trong kinh nói là sao? Tai hữu tai tả che đậy, hữu hầu bốc ăn. Có một câu người ta xác định: lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Vì vậy cho nên cơm chưa đưa đến miệng đà hóa thành than lửa, nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi thảm xót thương. Mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn tội, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của Ngài Mục Kiền Liên lớn, có thể động đến thiên đình. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên. Cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo, bốn vì thiên dương. Lúc đó bây giờ Đức Phật mới dạy Ngài Mục Kiền Liên phải thỉnh chư tăng. Có những vị đang tu thiền ở Sơn Khê, có những vị đang nhập định, phải thỉnh hết tất cả về. Tại sao vậy? Nhờ cái lực, cái tâm lực. Cho nên thưa đại chúng ở đây, chúng ta muốn cứu khổ cho một người thì không phải sức lực, mà muốn cứu khổ cho một người là chúng ta phải dùng cái tâm lực. Đó là cái then chốt cứu khổ của nhà Phật. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như có một người nào người ta khổ quá,
Đây, chị đó chị khổ tại sao? Sức lực sao đủ? Mình phải có cái tâm lực. Bởi vì cái tâm lực á, nó mới bền bỉ lâu dài. Và có tâm lực thì người ta mới cảm nhận được cái đó. Bởi vì người ta khổ là người ta khổ tâm. Cho nên mình ở cái chỗ cứu khổ của nhà Phật là nói đến cái chỗ cứu khổ bằng tâm lực. Có những người người ta khổ, mình tới mình khuyên một buổi người ta hết không? Lâu hết, là sao hết được? Nhưng mà nếu mình có cái tâm, có cái lòng, ngày nào mình cũng tới mình an ủi, rồi mình giúp cho người đó mà bằng mọi cái hình thức, chứ không phải đến lúc nào cũng nói thôi nín đi đừng khóc nữa thế này thế kia. Có đôi khi mình có cái tâm rồi là mình biến hóa nhiều cách lắm. Có cái tâm rồi thì mình sẽ cứu khổ người đó bằng nhiều cách. Cho nên Đức Phật mới nói cái tội của bà Thanh Đề đó không phải là cái tội bình thường, mà là cái căn tội. Tại sao gọi là căn? Bởi căn là cái gốc. Mà cái gốc tham á, mà chưa trừ á, gốc sân mà chưa trừ á, gốc si mà chưa trừ á, thì ở đâu nó cũng còn nguyên à. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ cái người đó mà gốc tham chưa trừ mà vô chùa tu còn tham không? Cũng còn. Tham kiểu khác. Cho nên á, mình muốn hết khổ là hết từ cái gốc. Mà bây giờ nếu mà cái người có tội cũng có căn tội, mà người có tu có căn tu không? Có. Cho nên mình thấy người nào mà tu hành từ nhỏ, hay là mình thấy người đó sẽ ăn chay dễ dàng, tu hành nhẹ nhàng quá, mình nói chị đó có căn tu, anh nọ có căn tu. Vậy thì chúng sanh ta có căn tội nhưng mà cũng có căn tu. Nếu mà chúng ta phát tâm, chúng ta phát tâm, chúng ta chuyển, thì tự động từ cái căn tội chuyển thành căn tu. Ngày hôm qua có một anh Phật tử vô thăm Pháp Hòa, anh mới nói là anh hỏi một câu, thì Pháp Hòa có nói như thế này: cái cách cứu khổ của nhà Phật không phải là thấy con người đó xấu ác rồi giết con người đó đi. Tại vì giết con người đó mới giết cái thân ác thôi, chứ chưa giết được cái tâm. Bây giờ không cần giết cái thân ác, không cần giết con người ác, mà chỉ cần giúp người đó chuyển cái tâm ác, thì tự động cái tâm ác mà nó hết thì nó hiện lên, tướng con người nó hiện. Bởi vì tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Con người thiện thì nó hiện lên thiện, con người xấu thì nó hiện lên xấu. Quý vị có coi kẻ lương, quý vị thấy người nào nịnh cái nó hiện ra nịnh, mắt nịnh nịnh, cái râu nó cũng nịnh nịnh, cái cách lòn cuối mình biết nịnh nịnh, thí dụ vậy. Cho nên người nào chánh trực sẽ ra chánh trực, tướng tùng tâm sanh. Cho nên kinh Vu Lan là một bản kinh giúp nói cho chúng ta hiểu, không phải ngoài cái ý nghĩa là mẹ khổ rồi tìm cách cứu khổ, nhưng cái mà cái thâm lý ở bên trong á, mẹ là ai? Mẹ là gì? Mẹ có nghĩa là cái gốc đó. Còn con đó, tức là cái phát tâm. Bây giờ mình mới phát tâm mình tu, nhưng mà ở trong lòng mình cái gốc tội nó còn, cái gốc phiền não nó còn. Cho nên mình phải phát tâm cứu cái đứa người mẹ đó. Quý vị đọc kinh, quý vị phải nắm hai ý. Một là cái ý nghĩa ở bên ngoài, hay là cái thâm sâu bên trong, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Bây giờ ông có tâm tốt đó, chưa đủ, ông phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Mình tu được không? Ăn cơm có canh, tu hành có bạn mà. Bây giờ thôi Pháp Hòa nói gần gần nha. Thí dụ bây giờ ngồi đây nè, cô nào đi chùa mà chồng không đi chùa, mình đi mình yên tâm không? Đi mà hồi hộp lắm. Nếu mà hai vợ chồng mà cùng đi khỏe ru bà rù. Bởi vì mình ở chùa lâu, ổng cũng biết mình đang ở chùa lâu, rồi lát hai người cùng về cái nó vui. Mà bây giờ ổng ở nhà ổng trong, mà mình ở chùa lâu, cái mình về mình cũng hồi hộp, đi mà cũng lo. Rồi bây giờ nếu ngược lại, ổng không đi chùa, cái trước khi mình đi mình phải lo mình nấu sẵn nè,
mình làm sẵn hết, mình đi mình mới yên tâm nè. Cho nên á, nếu mấy ông mà thương vợ mà đến giờ phút này mà thấy thôi mấy mươi năm bây giờ vợ mình ham tu thôi mình tu theo đi, mà mình tu theo là vợ hạnh phúc. Cho nên mình tu á là có cái năng lực, có cái môi trường. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như quý vị thấy môi trường ở đây tốt không? Môi trường ở đây là tốt, là thoáng lên, có cái vẻ của một tu viện. Thì bây giờ mình biết là đây là cái gốc nè, cái chùa này là cái gốc. Ai khổ tới đây, ai buồn tới đây nương cái gốc này. Nương cái gốc này thì bây giờ cái gốc này đang xây dựng. Thì bây giờ mình đem, thay vì mình xài những cái việc không cần thiết, nhín một chút. Cho nên tại sao trong kinh mới nói đồ ăn trăm món, trái cây năm màu. Làm sao có được trăm món? Nhưng mà cái ý nghĩa trăm món đó là gì? Đó là chúng ta có cả trăm cách để cứu khổ cho một người, chứ không phải là một. Cái số trăm đây là biểu tượng cho cái số nhiều. Nếu chúng ta muốn cứu khổ thì không phải chỉ 1, 2, 3, 4. Mà chúng ta muốn cứu khổ thì chúng ta cứ làm cái đó. Có nhiều khi một lời nói cũng cứu khổ, một cử chỉ cũng cứu khổ, một hành động cũng cứu khổ. Bất cứ cái gì nếu có cái năng lực rồi thì giải khổ được hết. Cho nên đâu có phải nói là đem thức ăn cúng chư tăng đi rồi chư tăng tụng kinh cho mẹ hết khổ. Cái đó là biểu tượng đó. Chư tăng đây là tượng trưng cho hòa hợp, thanh tịnh, năng lực. Mà nếu chúng ta có năng lực đó rồi thì chúng ta làm được tất cả. Kinh Vu Lan sâu sắc lắm. Một buổi này mình nói không hết đâu. Nhưng mà Pháp Hòa chia sẻ một chút để quý vị thấy cái thắng hội. Cái thắng ở cái chỗ là Ngài Mục Kiền Liên khơi nguồn. Cho nên chúng ta niệm danh hiệu Ngài Mục Kiền Liên, chúng ta ca tụng Ngài bốn chữ nữa: Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Tức là Ngài là bậc đại hiếu, tên của Ngài là Mục Kiền Liên. Ngài là người khai mở cho cái lễ Vu Lan này, cho nên chúng ta gọi Ngài là cái hiệu là Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu. Đại hiếu là mình tặng cho Ngài. Mà đại thì nó đối với tiểu, tiểu nó đối với trung. Tiểu hiếu tức là mình lo cho cha mẹ cơm ăn áo mặc. Trung hiếu là cha mẹ nói đâu làm đó. Đại hiếu là đi xuất gia. Tại sao? Cái đại hiếu là không, mình làm sao cho cha mẹ có luôn cả vật chất, tinh thần. Ví dụ như mình cho cha mẹ ăn uống, chỗ ở, nhưng mà phải siêng năng chở cha mẹ đi chùa, khuyên lơn cha mẹ niệm Phật. Thấy mẹ lười ăn chay thì mình nhắc. Có nhiều khi mình phải ăn theo, tại vì mình có tu theo thì mình cũng có ăn theo. Ăn theo đó là mình ăn chay theo cha mẹ để cha mẹ cùng ăn. Pháp Hòa có một vị Phật tử lớn tuổi làm biếng niệm Phật, thì con gái cứ đi ngang: má, niệm Phật đi má. Nói vậy rồi cô bỏ cô đi chỗ khác, cô làm việc. Bà già nói: ờ, để má niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật. Cái bà lấy cái remote control bà bấm lên, cái bà nghe cả lường. Cái cô nói: má niệm Phật sao lẹ vậy, tao niệm rồi. Hỏi má niệm mấy tiếng? 3 tiếng. Thì bữa đó Pháp Hòa tới nhà chơi, cô mới nói, Pháp Hòa mới nói: không được, mình biểu người ta tu, mình không tu sao được. Bây giờ cô muốn má tu không? Cô bỏ ra 10 phút mỗi ngày cô ngồi cô niệm, cứ cô một câu má một câu mà 10 phút là má tu được 10 phút. 20 phút là má tu 20 phút. Cho nên nhiều khi á, một người nghe pháp á, người không nghe đó cũng khó lắm. Thôi cả hai cùng nghe, dù mỗi ngày nghe có một bài pháp. Thì thế là trong nhà mình có thắng hội rồi đó. Trong nhà mình đó có thắng hội. Thắng hội là cả tất cả cùng đồng làm. Cái kế nữa là cái lễ này là cái lễ chúng ta cầu nguyện cho cả âm người dương đều được lợi. Mình thấy làm sao gọi là âm dương đều lợi? Cái mùa này là cầu siêu nè.
cúng thí cho cô hồn nè, là cúng cho người âm phải không? Bên cạnh đó chúng ta còn phát chẩn tế nghèo cho người nghèo, giúp đỡ người nghèo. Vậy thì cái ngày lễ này người dương, người âm đều được lợi hết. Người ta thường nói cái ngày này là cái ngày chúng ta nhớ ơn, đền ơn. Tại sao? Bởi vì chúng ta luôn quan niệm mộc hữu bổn, thủy hữu nguyên. Cây có gốc, nước có nguồn. Mà tiếng Việt chúng ta gọi là cây có cội, nước có nguồn. Mình dịch từ tiếng Hán là mộc hữu bổn, thủy hữu nguyên. Mà luôn luôn chúng ta nhớ cái đó. Nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên. Phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân người. Cho nên cái ngày lễ này dù xuất gia hay tại gia cũng đều nhớ ơn cha mẹ, đền ơn cha mẹ, không phải trong một đời này mà bảy kiếp về trước. Rồi kế đến nữa là thương yêu đến mọi loài chúng sanh bằng cách là cầu nguyện và cúng tế và ban phát. Và cái mùa này chúng ta thường gọi là xá tội vong nhân, tức là cái mùa xá tội cho những người ở dưới địa ngục. Nhưng mà thưa đại chúng, địa ngục ở đâu? Địa ngục đâu phải ở trong lòng đất. Khi mà chúng ta đau khổ cùng cực, tâm hồn chúng ta tối đen như mực, đau khổ dày đặc, đó là địa ngục. Cho nên người trong từ điển Phật học định nghĩa chữ địa ngục, địa ngục là khổ cụ, đầy đủ cái khổ. Địa ngục là khả yểm, sợ lắm. Có ai sợ địa ngục? Ai cũng sợ. Bây giờ mình muốn người ta đừng ở trong địa ngục, tức là người ta không còn đau khổ, thì chúng ta phải giúp đỡ và tha thứ. Cho nên mùa này còn gọi là mùa thương yêu và tha thứ. Mình tha thứ cho người ta thì tâm người ta bớt dày vò. Người ta bớt dày vò là người ta vui tươi lên, người ta sống, người ta làm lành, làm thiện. Còn mình cứ trách móc người ta hoài thì người ta khổ. Tại vì mình rảnh quá, mình ngồi mình móc mới có trách, móc ra mới có trách được, chứ kêu là trách móc. Mình ngồi mình rảnh quá, mình cứ tìm coi người đó lỗi cổ chỗ nào, lỗi chỗ nào. Cứ lâu lâu móc ra chút, lâu lâu móc ra chút. Mà quý vị thấy nhiều khi cái nhà đang vui vậy, cái hai ba câu gây cái bắt đầu địa ngục tới. Cho nên ngày xưa có một vị mới hỏi bạch hòa thượng, xin hòa thượng giảng cho con nghe thế nào là địa ngục mà thế nào là thiên đường. Ông hòa thượng ổng sáng cho một cái bóp. Cái ông này ổng bực bội, ổng rượt hòa thượng chạy, ổng đánh hòa thượng. Hòa thượng nam mô di đà Phật, địa ngục tới rồi. Thì cái ông cư sĩ ổng nghe như vậy, ổng hiểu hòa thượng khai thị ổng rồi. Địa ngục là khi tâm mình tức giận. Ông mới quỳ xuống nói dạ mô Phật, con xin sám hối hòa thượng, con xin lỗi hòa thượng. Cái hòa thượng nói mô Phật, thiên đường có mặt. Rồi quý vị thấy á, cái mùa này á, những Phật tử thuần thành á là ăn chay tháng này. Ở đây có ăn chay ai ăn chay tháng 7 không? Giơ tay giơ chân lên coi. Có ai ăn chay ngày rằm tháng 7 không? Có chứ. Trong Phật giáo của chúng ta, bất cứ ngày lễ nào vía Phật ngày lễ thì chúng ta ăn chay hết. Quý vị thấy không? Nếu như một cái ngày lễ của Phật, chúng ta ý thức ở ngày đó lễ Bồ Tát Quan Âm, ngàn Phật tử ăn chay là ngàn con vật nó được cứu. Cho nên đặc biệt trong Phật giáo là những ngày lễ của Phật Bồ Tát thì chúng sanh được cứu, chứ chúng sanh không, chúng ta không có làm thịt chúng sanh để ăn mừng. Đặc biệt chỗ đó. Cho nên mới gọi là thắng hội. Nãy giờ Pháp Hoàng thưa đại chúng bao nhiêu cái việc đó là thắng hội đó. Cái hội này nó thù thắng ở cái chỗ là nhớ ơn, đền ơn, tha thứ. Rồi chư tăng tăng thêm tuổi đạo, ngày chư Phật hoan hỷ, ngày chúng ta cúng tế các loài cô hồn, âm hồn, ngày chúng ta nhớ nghĩ đến những người nghèo khổ, chúng ta bố thí và phát cơm, phát gạo.
Ngày này chúng ta nhớ ơn cha mẹ, đền ơn cha mẹ không phải một đời, mà cũng không phải hiện tiền. Hiện tiền cha mẹ, nhưng mà chúng ta cũng cầu cho cha mẹ 7 kiếp về trước. Còn một cái đặc biệt nữa, cái ngày lễ hội này có hai tôn giả có mặt với chúng ta, đó là tôn giả Mục Kiền Liên và một vị tôn giả tên là Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà. Và thưa đại chúng, là Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà là tiếng phiên âm, quý vị đừng ngồi bắt đầu dịch nha. Tân là mới, đồ lô tức là đồ dởm. Đầu lô là đầu dởm. Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà tôn giả là một trong 16 vị La Hán, hay là 18 vị La Hán mà quý vị thường thấy người ta hay tạc tượng, người ta trưng ở trong cảnh chùa đó. Cái tướng của vị La Hán này Pháp Hòa biết chắc là quý vị đã từng thấy. Một cái tướng người thật già và có một cái chân mài rất dài, và người Trung Hoa gọi là Trường Mi La Hán. Quý vị nào mà nhìn 18 tượng La Hán, thấy ông La Hán cái chân mày ngày dài, ngày cầm, ngày đưa ra vậy nè, đó là tôn giả Tân Đầu Lô Phả La Đọa đó, Đọa Xà. Đó là tiếng phiên âm. Vị tôn giả này vâng lời của Phật, trụ thế ở đời lâu dài, và hễ ở nơi nào có cúng dường trai tăng thì nơi đó có tôn giả này đến chứng minh. Cho nên đặc biệt trong cái ngày lễ này, ai cũng tác phạn trai tăng cúng dường thì nhất định ngày đó lễ trai tăng đó, giống như lát trưa này, nếu mà tác lễ trai tăng cúng dường đó, tôn giả đó sẽ có mặt. Vì ngài vâng lời Phật, trụ thế ở đời và đến chứng minh cho các cái lễ gọi là cúng dường trai tăng. Cho nên ngài còn có cái tên là Đệ Nhất Phước Điền. Đệ Nhất Phước Điền tức là người mà có cái phước điền rộng lớn. Thì hôm nay hai vị tôn giả, một người khai mở Pháp hội Vu Lan, để chúng ta nhân cái hội Vu Lan đó, nhân cái ngày cũng đúng lúc chư tăng mãn hạ sau 3 tháng an cư, và chúng ta cầu tịnh đức của chư tăng để hồi hướng cho cha mẹ hiện đời cũng như cha mẹ nhiều kiếp 7 đời về trước. Chữ 7 đời đây á, không có nghĩa là hiện đời này mình có 7 cái thế hệ cha mẹ nha, không phải. Chữ 7 đời đây là tượng trưng cho 7 kiếp của cha mẹ của mình, chứ không phải là ông cố, ông sơ, bà nội, ba rồi má, ba rồi mình, rồi con, rồi cháu, rồi chắc chích đếm lại kêu 7 đời. Không phải. Chữ 7 đây là 7 kiếp cha mẹ về trước. Cha mẹ hiện đời, cha mẹ 7 kiếp. Và một vị tôn giả tên là Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà. Vị tôn giả này vâng lời của Phật, ở đâu có cúng dường trai tăng thì chúng ta thỉnh tôn giả này có mặt để chứng minh cho tấm lòng của thí chủ. Sau này người ta còn nhận diện tôn giả này bằng một cái hình ảnh của ngài giám trai sứ giả. Giám trai sứ giả có nghĩa là cái người mà quán sát về thức thực phẩm của chư tăng ở trong chùa. Cho nên cái nghi thức cúng ngọ mỗi buổi trưa niệm danh hiệu của ngài là giám trai sứ giả. Thôi thì hôm nay ở trong đạo tràng này, nhân cái mùa lễ Vu Lan, thời giờ không có nhiều, và thầy trụ trì muốn Pháp Hòa có một buổi nói chuyện với quý vị. Và sáng nay Pháp Hòa thấy ở trên này có 4 chữ Vu Lan Thắng Hội. Thôi thì Pháp Hòa muốn giải thích cho đại chúng hiểu thế nào gọi là Vu Lan Thắng Hội. Thắng hội tức là một cái hội thù thắng hơn tất cả các hội. Vậy thì tại sao cái hội này là thù thắng? Qua những điểm vừa rồi Pháp Hòa kể, để thấy rằng một cái hội này mà quy tụ tất cả nhiều cái ý nghĩa trong đó, nhiều ý nghĩa trong đó, cho nên hội này gọi là hội thù thắng nhân mùa Vu Lan. Một lần nữa xin cầu chúc cho tất cả quý vị cùng gia đình
sức khỏe an vui, gia đình bình an hạnh phúc. Và xin dù bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng mãi mãi tinh tấn trên đường đạo dài lâu. Bởi vì chúng ta hay có một cái tập khí sống bị lôi kéo theo trần cảnh, cho nên chúng ta phải tập mỗi ngày lôi kéo cái căn gốc của mình trở về tu một chút. Bởi vì mình có cái gốc mê gốc mê, mà mê rồi á thì mình si dại, cho nên nó có khi gọi là gốc me. Thường thường ta nói gốc mê của mình có, nhưng mà gốc giác của mình có không? Có. Cho nên cái đặc biệt của nhà Phật á, là làm sao chúng ta chuyển cái gốc khổ. Mà khi cái gốc mà chuyển rồi thì mọi việc nó sẽ được yên. Cũng giống như trong gia đình, nếu mình thấy gia đình đang đổ vỡ, đang có những cái rối rắm, thì chúng ta phải tìm cái gốc là nguyên do từ đâu, rồi chúng ta ngồi lại với nhau để tìm ra cái gốc, cái then chốt để chúng ta giải cái khổ trong gia đình. Chúng ta đừng có giải quyết bằng cách được, không được thì chia tay. Cái đó nó dễ lắm, ai làm cũng được. Mà đồng thời nếu chúng ta cứ như thế, chúng ta sẽ trở thành một cái thói quen là chia nhiều hơn chung. Không, mà bị gì đến với ai thì được, không được thì chúng ta chia tay. Mà cứ như vậy thì chúng ta cũng trở thành một cái gốc, cái cách sống của chúng ta là như vậy. Cho nên quý vị thấy trong kinh Vu Lan đã khẳng định với chúng ta rằng chỉ có năng lực của hòa hợp, mà lấy biểu tượng là chư tăng, mới có đủ giải cái khổ của mẹ. Mẹ tức là cái gốc. Cái gì mà nó mê lầm mà trầm trọng thì lấy mẹ làm biểu tượng. Cho nên mình cũng có Phật mẫu chuẩn đề. Mình có Phật mẫu chuẩn đề. Vậy thì chữ Phật mẫu là gì? Chữ mẹ ở đây không có nghĩa là một người mẹ sanh mình ra, mà chữ mẹ ở đây có nghĩa là cái gốc. Cái gốc từ bi của mình, cái gốc giác ngộ của mình, cho nên gọi là Phật mẫu chứ không có gì hết. Cho nên ở trên bức tượng của Phật mẫu chuẩn đề có một con mắt nằm ngay đây. Quý vị có thấy Đức chuẩn đề chưa? 18 tay. 18 cánh tay mà ngay cái trán của Ngài có con mắt. Con mắt đó gọi là con mắt của thật trí. 18 cánh tay là tượng trưng cho quyền thừa. Người có thật trí thì người đó sẽ làm bao nhiêu việc lành thiện mà không hề ngăn ngại. Cho nên 18 cánh tay là tượng trưng cho phương tiện cứu cánh độ đời. Con mắt là tượng trưng cho trí tuệ cứu cánh. Hiểu như vậy thì chúng ta không lầm chữ Phật mẫu mà trong kinh muốn nói. Hiểu như vậy thì chúng ta hiểu được mẹ ông gốc tội rất sâu. Vì đâu phải có ngày một kiền lưu muốn có mẹ tội. Mà tất cả chúng ta ai cũng có một con bà mẹ tham, bà mẹ sân, bà mẹ si. Đó là nói gọn đó nha. Còn nói đủ là thêm 7 nữa: mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, thập triền, thập sử. 10 cái đó nó trói mình, nó sai sử mình. Cho nên mình muốn đi Tây Phương không? Muốn về Cực Lạc không? Muốn. Chỉ cần vượt qua 10 muôn ức cõi Phật thì sẽ gặp cảnh giới Cực Lạc của Phật Di Đà. Quý vị có tụng kinh Di Đà chưa? Quá 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới tên là Cực Lạc. Ở nơi đó có Phật Di Đà đang nói pháp. Vậy thì cái chữ 10 muôn ức cõi đó là tượng trưng cho gì? 10 cái đó đó. 10 cái căn bản phiền não là tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Vượt được 10 cái đó mình tới Cực Lạc gặp Phật Di Đà. Bởi vì tăng, bản chất của tăng là gì? Là phải hòa thuận thanh tịnh. Vì vậy cho nên á, ở trong giới, trong giới đệ tử Phật á, có hai phần: tại gia với xuất gia. Người xuất gia thì không có ràng buộc chuyện thế gian, rồi đem thời gian của mình phụng sự cho Tam Bảo Phật Pháp. Nhưng mà người cư sĩ tại gia đó
cũng đóng góp một phần rất lớn vào cái công việc phụ trợ cho chư tăng trong vấn đề truyền bá Phật pháp. Tức là chư tăng truyền bá Phật pháp, nhưng mà phải có được cái sự hỗ trợ của cư sĩ. Tại vì có những việc người xuất gia làm không được mà người cư sĩ làm được. Cho nên chúng ta thường có câu như thế này: Phật pháp trường tồn do chư tăng hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh nhờ đàn Việt phát tâm. Cái sự trường tồn vĩnh cửu của Phật pháp ở thế gian này là nhờ vào cái sự truyền bá của chư tăng. Còn ngôi chùa mà nó có hưng thịnh hay không là do ai? Do cư sĩ Phật tử phát tâm hộ trì. Cho nên giữa cư sĩ và tu sĩ có một sự liên hệ mật thiết quan trọng, hòa hợp với nhau để mà đẩy cái bánh xe chánh pháp lan rộng và lan xa. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ có những thầy chuyên đi giảng kinh thuyết pháp, chúng ta gọi là giảng sư hay là pháp sư. Có những thầy chuyên môn lo cho Phật tử chuyện quan hôn, tang tế, đám tang, đám cúng, thì vị đó gọi là kinh sư. Rồi có những thầy ở trong trường, mở lớp để dạy, có lớp lan, có cho Phật tử, có từng bậc gọi là giáo thọ sư. Cho nên mỗi một thầy, mỗi một hạnh nguyện. Mỗi thầy, mỗi hạnh nguyện. Thì thưa đại chúng, nếu mà quý vị nhìn kỹ thì hằng ngày các vị cư sĩ đã hỗ trợ cho chư tăng bằng cách nào? Cư sĩ tại gia hỗ trợ chư tăng qua 4 cách. Một là cúng dường chỗ ở. Hai là cúng dường thức ăn. Ba là cúng dường thực phẩm. Bốn là cúng dường thuốc men. Là quý vị kiểm coi có phải không? Cái này chúng ta gọi là tứ sự cúng dường. Người cư sĩ cúng chư tăng cúng gì? Cúng bún. Có bốn loại để có thể cúng được. Thí dụ mỗi lần Pháp Hòa bay về Regina sẽ có một gia đình Phật tử phát tâm cúng dường chỗ ở. Rồi mấy ngày nay Pháp Hòa bệnh, cái có người nấu cháo lên cho ăn là cúng dường thực phẩm. Rồi Pháp Hòa bệnh, cái chú Nguyên Thạnh đem ống giác lên, rồi người này đem thuốc lên là cúng dường thuốc men. Rồi thấy lâu lâu thấy mình không đủ áo lạnh thì mua thêm cho cái áo lạnh, cái khăn, cái nón gì thì cúng dường y phục. Thì người cư sĩ Phật tử trợ cho chư tăng trong đời sống để chư tăng yên tâm, không phải lo cái việc cơm ăn áo mặc, để đem hết tâm tư vào cái việc phụng sự cho Phật pháp. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ người tu sĩ thọ nhận của chư tăng và phải đối lại với Phật tử làm sao? Trong kinh Phật dạy có 5 điều mà chư tăng phải đối lại với Phật tử để làm gì? Để biểu lộ sự biết ơn, sự đền ơn cho người cư sĩ Phật tử. Điều thứ nhất là phải khuyến khích, hướng dẫn người cư sĩ Phật tử đó sống có tăng thượng giới. Tức là sao? Phải khuyến khích quy y, thọ giới. Cho nên thí dụ như là cư sĩ Phật tử ai phát tâm tu quy y đó, đôi khi Pháp Hòa cũng không có chờ. Tại vì Pháp Hòa nghĩ cái duyên đã đến mà người ta phát cái tâm được, người ta tu mình làm, có đôi khi hơi cực. Có nhiều khi mình nói tôi quy y 5-3 lần thôi, phải đợi thiệt đông tôi làm lần luôn. Thành thử ra có nhiều khi cái người đó không có cơ hội. Nhiều khi một á, cái tâm người ta phát lúc đó, qua cái chuông cái tâm hết phát. Đó là mình nói một cách nha. Rồi có nhiều khi gì nữa, người ta đang phát tâm, người ta muốn quy y, cái mình nói thôi chờ đi, cái xin lỗi, cuộc đời vô thường sao mình nói được. Lỡ người đó ra đi cái mình không có cơ hội quy y.
Cho nên tại sao Pháp Hòa hay nhận quy y mà kiểu mà không có phải quy y sĩ mà quy lẻ không à? Tức là ai xin quy y lúc nào mà thuận tiện giờ nhất mà có được Pháp Hòa đều nhận làm. Tại vì cái tâm của Hòa nghĩ là cái giây phút đó người Phật tử đó muốn tu mà mình từ chối thì không nỡ. Cho nên ai muốn quy y và muốn tu học là mình đều trợ duyên hết. Vậy thì để cho người Phật tử đó, quý vị biết cái tâm mà người ta, con người của mình nó dễ, cái tâm nó dễ thay đổi lắm. Xin lỗi, nhiều lúc đi đám tang nha, thấy cái đám xong cái về cái thôi giờ tôi hết ham gì đâu ơi, thôi giờ tu đi ha. Nói rất là ngon lành nhưng mà đâu chừng tháng sau xong xuôi hết rồi bắt đầu khỏe mạnh rồi lên rồi ha, cái bắt đầu đi chơi, cái đi không đi uổng. Mình nói ví dụ vậy đó, tức là cái tâm của mình thấy cảnh khổ thì mình cũng phát tâm mình tu, nhưng mà xong rồi là cái tâm bình thường phàm phu thế gian mình nó trở lại. Cho nên á, khi mình một vị tăng mà thấy một người cư sĩ Phật tử người ta phát tâm người ta tu là mình phải sao? Phải khuyến khích. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh đó, này các thầy tỳ kheo, có 5 điều mà các thầy cần phải thực hiện để nói lên tấm lòng từ mẫn đối với cư sĩ Phật tử. Thứ nhất là các thầy phải luôn luôn khuyến khích Phật tử phát tâm tu học. Nhiều khi mình phải khuyến khích, mình nhiều khi mình phải khải phát. Điều thứ hai là mình phải sống có chánh niệm, hay nói một cách khác là sống mẫu mực để làm gương. Ví dụ như là các vị cư sĩ mà mình hướng dẫn người ta là nói chuyện phải có ái ngữ, mà mình nói lời thô thì làm sao người đó người ta học hỏi được cái gì với mình? Hoặc là mình, quý vị Phật dạy mình nó nói cái gì phải uốn lưỡi 3 lần 7 lượt, suy nghĩ cho kỹ lời nói của mình, mà người mình xuất gia mà đụng đâu nói đó thì đâu có được, phải không? Mà nhiều khi cư sĩ mà người ta nói thô mình nghe cũng không được, thì huống chi mình là người tu sĩ mình nói lời thô, phải không? Cho nên người tu sĩ thì không nên nói những lời thô. Nhiều khi cái người cư sĩ mình nghe nói mình thấy thô, mình còn kiếm cách mình khuyên giải. Cho nên mình phải sống có mẫu mực để làm cái gương, cái uy nghi, cái phép tắc cho người cư sĩ họ nương vào đó. Và đặc biệt là thí dụ một cái vị xuất gia rồi, mình hồi xưa mình chưa xuất gia thì mình sao, có thể người ta cũng có thể chăm chước. Thưa đại chúng, mà đừng có nói chi là người xuất gia, một cái vị nào mà người ta có tiếng tâm ở trong cái vùng đó, xưa nay là người đạo đức, một cái người lớn tuổi, một người trưởng thượng, coi lúc nào lời nói cái vị đó cũng phải cẩn thận, tại lời nói họ có giá trị, cho nên người ta không có hành xử thô tháo. Cho nên quý vị thấy thí dụ như nơi cư sĩ Phật tử mình còn khuyên người ta bớt uống thuốc, bớt hút thuốc, mà một người tu sĩ mà cầm điếu thuốc mà phì phà rồi tréo chân rồi ngồi uống cà phê rồi hút thuốc đồ với người như người đời thì coi đâu có được. Cho người tu sĩ không có những cái hình ảnh đó. Điều thứ nhất là khuyên Phật tử tu tu giới. Thứ hai là gì? Sống mẫu mực làm gương. Và điều thứ ba là gì? Điều thứ ba là phải an ủi động viên khi gia đình đó có chuyện. Khi gia đình đó người ta hữu sự, mình quan tâm. Xưa thưa đại chúng á, nó có 2 loại quan tâm. Ví dụ như mình quan tâm á, là tại vì mình kiếm được chút lợi lộc gì từ cái sự quan tâm đó của mình, thì cái đó không đúng. Mà mình phải biết rằng trong suốt thời gian vừa qua, người cư sĩ đã luôn luôn nhẹ nhàng tuần tử hỗ trợ cho mình, thì đây là cái giờ phút mà chúng ta, người ta cần đến mình.
Có một lần á, Pháp Hòa đọc một cái bài giảng của Hòa Thượng Tinh Vân ở bên Đài Loan á. Thì cái bài giảng đó Hòa Thượng nói, có một lần tôi đến thăm một ngôi chùa của đệ tử tôi, tôi thấy các vị cư sĩ mà nòng cốt của ngày xưa sao không còn. Tôi mới hỏi các thầy chứ, ủa lúc này sao tôi không thấy các vị đó? Thì các thầy mới trả lời là tại các vị đó bận. Cái thì tôi mới nói không phải các vị đó bận đâu, mà tại các thầy thiếu hương quả cho cư sĩ. Tại vì người theo người Trung Hoa đó, khi mà người ta đến đây mà người ta cúng dường, người ta bỏ một thùng cúng dường, hay người ta đem gạo, dầu rồi vô người ta cúng á, thì cái từ của người Trung Hoa thường dùng là hương dầu. Sượng hương dầu, tức là hương dầu. Người ta không có vô, người ta nói dạ con xin cúng dường Tam Bảo, người ta không có dùng mấy cái từ Phật Pháp chuyên môn vậy. Người ta dùng một cái từ phổ thông mà ai cũng dùng hết, người tu hay là Phật tử hay là không Phật tử gì cũng nói một câu đó thôi. Đem vô cái gửi, nói tôi xin gửi hương dầu, sượng hương dầu. Đó, cái hương dầu. Thì Hòa Thượng mới nói tại các thầy thiếu hương dầu cho Phật tử. Thì các thầy mới ngạc nhiên, nói ủa cái tưởng cái chuyện hương dầu là tưởng cư sĩ thôi chứ. Hòa Thượng nói các thầy không hiểu ý tôi. Ngày thường á, người ta đem tiền của vô đây người ta hương dầu cho chùa, mà các thầy cứ lơ là với người ta, không quan tâm an ủi cho người ta, thì các thầy không có hương dầu cho cư sĩ. Cho nên hương dầu cho cư sĩ có nghĩa là sự quan tâm của một người xuất gia đối với người cư sĩ Phật tử. Cho nên khi mình hay người ta bệnh, mình cũng gọi phone mình thăm. Nếu mình tới được thì mình tới, còn tới không được mình phone thăm, hay là mình viết thư mình thăm, vân vân. Tức là bằng cách nào đó mình có sự quan tâm đối với Phật tử. Nhưng mà đôi khi công việc của mình nó nhiều quá, mình không đủ, cái lâu lâu mình quên, mà hãy nhớ thì mình phải quan tâm, mình hỏi thăm khi người ta hữu sự. Và bằng chứng là quý vị thấy là mỗi lần về đây ngồi ăn cơm mà Pháp Hòa nhìn xuống và thấy thiếu một vị nào thì Pháp Hòa hỏi thăm là ủa sao kỳ này không thấy vị đó. Rồi thì hai lần ba lần mà về vẫn không thấy, Pháp Hòa cũng hỏi tiếp sao không thấy vị đó. Tức là tại vì ngôi chùa của mình thì Phật tử nồng cốt thì tới lui nhiêu đây người, mà lần nào mình về đây thì cũng gặp, mà khi không gặp là mình hỏi thăm đó. Hoặc là thí dụ như mỗi một lần mà một vị khác phone tới thì Pháp Hòa nói chuyện xong hỏi là nhớ gặp Phật tử bên đó cho Pháp Hòa kính lời thăm hết. Tại có nhiều khi mình không gặp, nhưng mà những vị đó đã từng gặp mình, bây giờ mình không có cơ hội mình hỏi thăm, thì nhờ các vị này truyền đạt lời hỏi thăm đến cho mình. Thì cái điều thứ ba đó là quan tâm an ủi, cũng là một việc, cũng là để biểu lộ cái sự biết ơn của mình đối với cư sĩ, và người ta rất là vui. Điều thứ tư là gì? Điều thứ tư có nghĩa là mình đi thăm bệnh, biết người ta bệnh hay là người ta có người thân mất, mình tới mình giúp. Thưa đại chúng, là sau cái Tết không có mấy ngày thì có một cái cú phone từ bệnh viện đại học gọi vô chùa. Gia đình này thì người Hoa, không biết tiếng Việt. Thì bà đang bệnh sắp mất, thì hai người con trai mới nói với cái cô mà làm ở trong bệnh viện đó, là tôi biết mẹ tôi là đạo Phật, thì không biết là bà có biết ai đạo Phật để nhờ vô tụng kinh giùm mẹ tôi không. Thì tên của chùa mình nằm ở trong cái danh sách của bệnh viện đó, cho nên họ gọi tới. Thì Pháp Hòa chạy vô với mấy cô mấy chú vô tụng, cái thì tụng xong rồi cái thì lúc mà sắp sửa đi á, thì gia chủ nói là bác sĩ nói mẹ tôi còn khoảng tiếng nữa chết à, cho mình đi tụng xong rồi ngày hôm sau nó phone tới nữa, nó nói 1 tiếng nữa chết, mà rốt cuộc bị kéo dài một tuần lễ luôn, cứ 1 tiếng nữa mà 1 tuần lễ mà ngày nào cũng phải đi, chắc 1 tiếng này ở cõi trời 1 tiếng cõi trời là bằng dưới dương gian mình ngày sao. Thưa đại chúng, là nếu như
mà mình không có cái tấm lòng lân mẫn, mình nói cái bà này đâu có đi chùa tôi, đâu có hương dầu gì cho tôi đâu. Giờ biết không, bất cứ lúc nào mà người ta cần tới mình, dù người đó là đi chùa mình hay không đi chùa mình, hay là bất cứ một cái ngôn ngữ nào, Pháp Hòa đã từng đi vô tụng cho người Nhật, tụng cho người Miên, tụng cho người Lào, tụng cho người Thái, tụng cho người người Trung Quốc, người Đại Hàn, đều có hết. Rồi cuối cùng quý vị biết đó, là bà cứ thở hoài, mà mấy chú cứ vô niệm Phật hoài mà bà không đi, mà mình sắp đi. Cái thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ đó, mình phải vô mình tụng sám hối cho bà. Thì Pháp Hòa mới rủ mấy chú vô tụng thủy sám 3 ngày liên tiếp. Thì quý vị biết tụng thủy sám 3 ngày, đến cái ngày Pháp Hòa đi Mỹ thứ năm tuần rồi là ngày cuối, Pháp Hòa không đi được, thì Pháp Hòa dặn mấy chú ở nhà là nhớ là phải vô tụng cái quyển thứ 3 cho bà. Tụng xong rồi bà mới mất hôm bữa thứ 7. Tức là 3 thời sám hối. Mà Pháp Hòa dặn là phải nguyện là tất cả những oan gia trái chủ, nghiệp chướng nhiều đời của bà, xin nhờ công đức sám hối này mà giải trừ cho bà sanh thuận tử an. Pháp Hòa dặn kỹ như vậy, phải nguyện đúng như vậy. Tụng đúng 3 thời sám hối bà đi. Mấy chú mới nhắn tin đó, thầy về thầy lo đám cho bà đó. Rồi bà cụ đó, mà mấy cái tuần ngày đó là Pháp Hòa bệnh mà không có cơ hội nghỉ ngơi gì hết. Cứ nhà thương nhà hoàng, nhà thương nhà hoàng đi liên tục vậy. Rồi thì sáng hôm đó sắp sửa đi đi tụng kinh đám tang cho một cái gia đình khác, thì một cú điện thoại gọi vô: má thầy ơi, mẹ con yếu lắm rồi, 98 tuổi. Thì bà là một Phật tử thuần thành ngày xưa của chùa, mà mấy năm nay già yếu rồi thì vô trong nhà già ở. Nghe xong rồi nói được rồi, tại sáng nay Pháp Hòa có cái đám tang, sau khi đám tang về Pháp Hòa sẽ lên liền. Thì sau khi đám tang về thì Pháp Hòa với thầy viện chủ với vài bác nữa vô thăm. Thì quý vị biết năm nay bà cụ 98 tuổi, nằm trên giường bệnh mà Pháp Hòa vừa bước vô, người con gái nắm tay: má 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 nhìn qua coi ai vô nè. Thì bà ngước qua, bà nhìn cái bà chắp tay, bà nói: thầy Pháp Hòa. Tại vì khi mà còn khỏe đi chùa đó, cái hình ảnh tên của quý thầy nó nằm ở trong cái tâm thức rồi. Bây giờ già là vẫn nhớ. Say qua gọi tên đúng ngay pháp danh thầy viện chủ. Rồi mấy bác tới là biết hết. Mà mỗi một câu quý thầy nói là A-di-đà Phật, mô Phật. Cứ A-di-đà Phật với mô Phật không, không nói gì hết. Pháp Hòa kê sát tai, Pháp Hòa nói: đâu bây giờ bác thử tụng kinh với Pháp Hòa nha. A-di-đà Phật thân kim sắc. Bà tiếp theo câu liền: tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Tụng hết một bài tán Phật Di Đà. Xong bà thử tiếp mấy bài hồi hướng, tụng ao ao hết. Thì thầy viện chủ mới nói: đây là cái công đức, đây là cái thành quả mà của một người khi còn khỏe mạnh, không nghĩ lo gì hết, chỉ chuyên tâm tu Phật. Quý vị biết bà cụ tu mà đến tuổi 80 mấy mà vẫn còn lại vạn Phật nha. Một ngày 300 lại, sáng trưa chiều mỗi ngày 3 thời. Sáng 100 lại, trưa 100 lại, chiều 100 lại. Tụng kinh rất siêng năng. Ăn chay trường từ năm 20 mấy tuổi. Khi chồng mất 20 mấy tuổi, ở dậy và ăn chay trường cho tới bây giờ là 98 tuổi. 3 lần mổ, mổ cắt lá lách, cắt thận, cắt mật gì không biết nữa. Mà người con rể vô năn nỉ: má ơi, bây giờ má giải phẫu, má rất là yếu, má phải ăn mặn, má phải uống nước thịt thì má mới khỏe được. Bà nói: uống nước thịt mà hết bệnh rồi uống, mà uống còn bệnh thôi để má ăn chay. Nhất khoát không ngã mặn là không ngã mặn. Vậy mà bây giờ 98 tuổi mà vẫn còn minh mẫn bình thường. Chỉ có điều là cơ thể như một chiếc xe cũ mục, không còn xăng nhớt thì đi thôi, chứ không bệnh hoạn gì hết. Không bệnh hoạn, người sạch sẽ vô cùng. Bởi vì người con chăm sóc bà rất kỹ, chăm sóc rất kỹ. Vô cái phòng ở trước có Đức Quan Âm để hoa cho bà. Rồi á, cái ngày hôm qua trước khi bà vô hỏi: má,
má có muốn con gọi thầy Pháp Hòa vô không? Thôi đừng làm phiền thầy. Nhưng mà hỏi câu thứ hai, má muốn con mở băng thầy tụng không? Gật đầu, nghe tiếng thầy tụng nhưng mà không muốn gọi thầy, sợ phiền thầy. Đến sáng hôm sau cô thấy yếu quá, cô mới cho Pháp Hòa hay để Hòa chạy vô. Rồi chạy vô rồi tụng kinh, rồi về lo cái đám buổi chiều. Xong rồi về tụng sám hối, tụng giới cho Phật tử hàng tháng ở chùa. Lát nữa cái có một cái gia đình người Đài Loan chạy lên: thầy ơi, em tôi nó cho người ta mướn nhà, mà tối hôm qua người ta treo cổ, người ta tự giận trong nhà nó, rồi giờ phải nhờ thầy lên giúp. Trước khi đi Mỹ, sáng thứ năm bay đi Mỹ mà 9-10 giờ đêm ngày thứ tư, gia đình còn lên rước Pháp Hòa lên nhà. Bốn cô độc thân mướn cái nhà ở với nhau. Rồi thì có một cái, trong đó có một em da đỏ 21 tuổi, không biết nó buồn chuyện gì đó, rồi đêm đó nó xuống lầu basement, nó treo cổ, nó tự giận, nó chết. Sáng 7 giờ sáng mấy cô này nghe con mèo nó kêu meo meo ở dưới, nó đói bụng, mấy chị em rủ nhau xuống lầu cho con mèo ăn. Xuống thấy cô này toàn ten ngay đó. Trời ơi, nó tá quả tâm tinh. Nó phone lên chùa, nó nói giờ thầy làm ơn thầy lên thầy giúp giùm. Pháp Hòa làm gì giờ? Nhưng mà khi đó là người ta đang cần mình. Người ta cần mình. Mình đâu phải thầy bùa thầy phép gì đâu. Nhưng mà sự có mặt của mình tụng cho người ta một thời kinh. Trời ơi, Pháp Hòa lên nhà, Hòa thấy nó dán Phật từ cửa, nó dán xuống lầu. Phật Di Đà, Phật Quan Âm, Thế Chi, Địa Tạng gì, nó có bao nhiêu nó đem nó dán đầy hết trong nhà đó. Rồi nó lấy kinh đó, kinh tiếng Tàu, tiếng Việt, tiếng Anh gì, nó trấn hết các cửa sổ, cửa lớn cửa. Rồi máy niệm Phật lớn nhỏ gì nó mở ốm tối trong nhà đó hết. Pháp Hòa biểu mấy đứa chuẩn bị ít thức ăn rồi cúng, rồi Pháp Hòa cúng tụng kinh thì xong rồi Pháp Hòa khai thị bằng tiếng Việt, khai thị bằng tiếng Anh, rồi tụng rồi xong Pháp Hòa nói làm chi? Để cho bốn cái cô người Đài Loan này an tâm. Thật sự ra độ người mất chưa thì mình không biết, nhưng mà ít nhất mình độ được bốn cái cô này để cho được cổ bớt khủng hoảng nè. Mà nó mà khủng hoảng nữa đêm nó kiếm mình cũng mệt. Là mấy cô mới nói mà giờ này khuya quá mà thầy đâu, nói bây giờ không đi khuya nó kiếm mình còn mệt nữa đi. Thì Pháp Hòa đi. Rồi quý vị biết không, sáng ngày hôm sau thứ năm, đúng ra cuối tuần này là hẹn đi về Hải Đức đúng không, theo lịch trình. Thì trước đó thì có một gia đình liên lạc qua là mẹ con mất hồi tháng 1, mà theo di chúc là đến khi mẹ con mất, mẹ con rất muốn có sự hiện diện của thầy. Nhưng khi mẹ mất thì chúng con không kiếm thầy được. Bây giờ 49 ngày rất mong thầy hoan chuyên. Thì Pháp Hòa mới liên lạc với chú Nguyên Thạnh, cô Diệu Tuấn làm sao sắp xếp vé máy bay để Pháp Hòa qua bên đó dự cái đám cúng cho bà. Dự cúng cho bà ngày trưa thứ 6. Thì tối thứ 7, nhân lúc Pháp Hòa còn ở đó, Phật tử tập hợp về để nghe thời Pháp. Thì Pháp Hòa mới nói đó là cái nhân duyên của bà tạo để chúng ta có được một cái buổi nói Pháp ngày thứ 6, tức là hôm kia. Rồi ngày hôm qua Pháp Hòa mới bay về đây. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng như vậy là một ngày á, đôi khi mình không có một thời gian nào trống. Việc này việc khác cứ liên tục mà tới. Tại sao như vậy? Mình có quyền đóng cửa, dán miễn tiếp khách thì tôi đang tịnh tu gì mình cũng nói gì cũng được. Nhưng mà nó không có đúng cái tâm nguyện của người tu. Tâm nguyện của người tu là mình á, trước là mình cầu cái giáo pháp của Phật, sau là mình rộng độ cho người. Mà rộng độ cho người mà cái câu đó mình phát nguyện á, thượng hoàng Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Mà bây giờ người ta đến với mình mà mình vì một lý do nào mình từ chối thì không đúng. Trừ trường hợp mình bệnh hoạn quá sức, cái là cái gì nó không thể thay đổi được. Chứ còn giây phút nào mà sắp xếp được, khoán chuyển được, mà xen kẽ được là mình đều thực hiện hết. Đều thực hiện hết. Mà trên đường đi khắp mọi nơi,
Pháp Hòa không bao giờ đặt cái chuyện đi chơi là chính. Ví dụ ta nói ồ thầy qua đây giảng rồi giờ ngày hôm đó thầy ở lại thì đưa thầy đi đây đi kia chơi, mà nó cứ để đó hãy trống đi, mà qua tới đó là người ta cần này cần kia là chuyện đi chơi cất lại, cái việc này mới chính đó. Thì Hòa thưa như vậy để đại chúng biết rằng dù á, nếu quý vị có thấy một vị thầy nào bôn ba thì mình cũng đừng có phiền hà gì hết, mà cái bôn ba đó là đúng theo lời Đức Phật dạy. Người tu, người cư sĩ đã nuôi tăng bằng cơm ăn, thuốc uống, nhà ở, áo quần, thì người tu sĩ phải đền ơn lại cho cư sĩ bằng cách là khuyến tấn người ta học tu, sống mẫu mực cho người ta nương theo, an ủi khi người gia đình người ta hữu sự, và có mặt cho người ta khi người ta hoan hôn tang tế. Như hồi nãy, hồi sáng này trong khi cạo gió thì một Phật tử ở xa gọi, em của chú mới vừa bị tai nạn xe cộ mất, mới sáng này thôi, 5 giờ sáng lái xe đi làm, bánh xe bể nửa đường, chú bước ra, chú bước ra sau cốp xe định thay cái bánh xe, vừa đứng ra sau cốp thì xe ở đằng sau nó sắn tới. Rồi chú mới nói là bây giờ gia đình rất muốn Pháp Hòa qua dự cái đám tang cuối tuần tới đây. Rồi thứ bảy cuối tuần này là ở chùa có bác quan trai nữa. Rồi chỉ mà mình sắp xếp được. Thì Hòa thưa như vậy để đại chúng biết, và những gì mà quý thầy có làm thì thứ nhất là đúng với cái bản nguyện của mình. Cho nên á, tại sao chúng ta có Bồ Tát Địa Tạng? Tại vì Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho cái nguyện lớn. Cho nên mình mới gọi là gọi là giáo chủ bổn tôn. Bổn tôn là cái gì quý? Cái bản tâm của mình, mà tâm trong sáng của mình là quý nhất. Cho nên Đức Quan Âm ngồi bên tượng trưng cho từ bi, hạnh nguyện cứu khổ. Đức Địa Tạng ngồi kế bên đó, giống như chùa Hải Đức mình thờ vậy đó, Quan Âm Địa Tạng vậy đó. Quan Âm là từ bi cứu khổ, Địa Tạng là nguyện lực thâm sâu. Mà nếu nguyện không sâu thì hạnh không có vững. Cho nên điều thứ tư á, là phải có mặt giúp đỡ an ủi. Cũng trong tuần rồi, một em Phật tử 36 tuổi mất. Rồi là thầy viện chủ nửa đêm với mấy chú lúc Pháp Hòa đi bên Mỹ thì cũng phải chạy xuống giúp cho gia đình đó. Rồi tuần rồi Pháp Hòa ở Kelowna, mấy Phật tử ở dưới Kelowna mới vừa mua được cái nhà thờ cũ của City ở dưới đó, bây giờ chuẩn bị làm chùa ở dưới đó, Pháp Hòa phải chạy xuống. Rồi chủ nhật tới đây nè, là phải lo cho Phật tử ở Redia nè, lễ cầu an đầu năm, cho lần đầu tiên một cái khóa lễ Phật giáo được thực hiện tại Redia gần Calgary đó. Cho quý vị thấy là thời gian nó không có, hết chuyện này tới chuyện kia tới chuyện kia, nhưng mà vui. Tại sao? Tại vì Pháp Hòa nghĩ từ sáng tới chiều mình bận rộn vô cùng, nhưng mà cái đầu của mình nó không có cái gì nó xa Phật pháp hết đó. Tối ngày bận việc, nhưng mà lúc nào công từ thân và tâm của mình nó đều ở trong cái phạm vi tu hành Phật pháp và công việc của một người tu. Không có cái gì nó ra ngoài cái phạm vi đó. Cho nên Pháp Hòa, tuy rằng thân thể có mệt, nhưng mà Pháp Hòa nghĩ rằng cái đó cũng đúng với cái ước nguyện của mình là mình muốn làm. Chứ thật sự mình không muốn làm thì ai kêu réo mình chi, mà nếu mà không muốn làm mình ta có kêu réo mình cũng chẳng làm, mình cũng kiếm cách mình từ chối. Rồi điều thứ năm mà Đức Phật dạy là gì? Điều thứ tư là mình an ủi, khuyến khích người ta, rồi có mặt cho người ta trong hữu sự. Điều thứ tư là, hồi nãy Pháp Hòa xin nói lại, điều thứ nhất là khuyến Phật tử tu hành. Thí dụ như có những Phật tử nói nè, hồi đó tới giờ con nghĩ mình ăn chay đó, mình phải ăn nhiều thiệt là nhiều mới gọi là tu.
Nhưng mà nhờ nghe thầy nói ai chưa ăn nhiều được ăn tháng ngày thôi, phát tâm ăn một tháng một ngày. Rồi thời gian sau cái tăng lên được ngày nữa là 2 ngày. Theo tiếng gọi cái vị Phật tử đó, theo cái lời kêu gọi của Pháp Hòa, mà giờ người ta ăn chay tháng được 4 ngày. Mà bây giờ cũng chẳng cần 30 mùng 1, cứ lựa 4 cái ngày nào thuận lợi trong tháng đó thì mình ăn. Thí dụ như là 4 thứ 7 hay 4 chủ nhật hay 4 thứ 2 chi đó, cứ mỗi ngày cái tuần đó mình ăn. Thì như vậy quý vị thấy rồi, bây giờ có nhiều em Phật tử nó muốn niệm Phật, Pháp Hòa nó bây giờ niệm nhiều cũng được, thôi niệm ít cho nó sâu chuỗi biểu, nó niệm mỗi tối 3 xong. Nói chung á, mình gặp ai mình khuyến người ta tu một ngày, một giờ, một phút, một giây, một buổi nào, một ngày, lúc nào cũng đều là cái quý báu tốt hết. Khuyên tu. Thứ hai là sống mẫu mực. Thứ ba là gì? An ủi, giúp đỡ tinh thần cho Phật tử khi người ta hữu sự. Đặc biệt là lúc nào? Khi người ta bối rối chuyện gia đình. Quý vị biết đó, nhiều lúc Pháp Hòa đi, thầy ơi sao vợ chồng con sống với nhau lâu năm muốn có con không có con, rồi giờ mình làm sao khuyên? Thì chỉ an ủi rồi dạy tụng kinh. Rồi bây giờ có người có con, rồi giờ bác sĩ khám nghiệm ra là con có bệnh. Nhưng mà nếu như á, bệnh thì đã bệnh, nhưng mà nếu mà mình làm cho người mẹ thêm cái buồn khổ thì nó ảnh hưởng đứa con. Cho nên là nó thôi bây giờ yên tâm, từ từ rồi mình bác sĩ họ sẽ giúp cho mình. Nhưng bây giờ trước mắt là thay vì buồn rầu sầu lo thì mình tin tưởng vào Phật Pháp, mình cầu nguyện. Pháp Hòa phải soạn bài kinh, cho nên trong máy Hòa đủ thứ kinh đó. Nào là đến đổi người ta ở cái nhà mới đó, mà bây giờ cất nhà lên ở mới biết là miếng đất đó hồi xưa là cái nghĩa trang, bây giờ sợ quá không biết làm sao. Bây giờ mình phải an, mình an cho lòng cho người ta, gửi cho người ta một bài kinh. Nhưng mà nếu bài kinh mà người ta không biết khấn, phải ngồi soạn cái lời khấn cầu nguyện để cho người ta đúng cái trường hợp đó. Cũng giống như là quý vị nấu ăn vậy đó. Quý vị biết mỗi người ăn cái khẩu vị nào, thích cái mùi rau gì thì mình phải làm đúng cái mùi rau. Cho nên nếu mà mình á, cái người nấu ăn cũng vậy. Nếu thật sự mình nấu ăn mà mình nấu vì tình thương cho người thực khách đó, là mình sẽ nấu bằng tất cả tấm lòng của mình, nấu đúng khẩu vị của người đó muốn. Thì một vị tu sĩ cũng thế. Nếu vì Phật tử mà mình thật tâm mình muốn trợ duyên cho Phật tử thì mình nhiều khi mình chịu cực chút chút vậy. Nhưng mà mình đã đáp ứng được đúng những cái gì mà người cư sĩ Phật tử đó trong khi cầu. Mà xưa nay là trong cái âm thầm là Pháp Hòa cứ làm như vậy. Thể mà đủ duyên gặp ai mà đúng cái hoàn cảnh người ta thì Pháp Hòa khuyến khích người ta tụng bài kinh. Cũng nhiêu đó thôi, nhưng mà mình soạn 1-2 lời để cho người ta có cái điểm tựa, người ta khấn nguyện đúng cái hoàn cảnh người ta. Nói như vậy có nghĩa là tụng kinh là hết. Nhưng mà xin thưa là đó là một bài thuốc an tâm. Khi người ta quá là nhiều những cái sợ hãi lo toan. Ví dụ vì một người mẹ mà lo cho đứa con quá thì rầu lo khóc lóc hoài thì ảnh hưởng đứa con lớn lắm. Thay vì như vậy thì Pháp Hòa nó thôi, để thời gian ra cầu nguyện cho đứa nhỏ, rồi dạy cách niệm Phật vân vân, để cho người ta có được cái sự bình an trong khi người ta dưỡng thai. Thì biết đâu chừng làm an đứa nhỏ, mà thí dụ đứa nhỏ sinh ra nó không khỏe, nhưng mà nó không đến nỗi để cho người mẹ trong khi mà có mang sầu khổ suốt cả mấy tháng trường. Điều thứ ba là mình an ủi rồi. Điều thứ tư là gì? Khi có một vị tu sĩ nào đến cái quốc độ địa phương của mình thì mình luôn luôn hỗ trợ và khuyến khích Phật tử ở địa phương đó phát tâm, trợ duyên với nhau. Chứ mình không có quan niệm là quốc độ này là quốc độ của tôi, địa bàn này địa bàn của tôi, các vị đến địa bàn này là không có được làm gì hết. Dạ thưa không.
Người tu sĩ cái tâm của mình không phải như vậy. Bởi vì tam bảo là tam bảo của chung. Ví dụ như bây giờ vì Pháp Hòa nghĩ nè, cái tam bảo này là của chúng, cho nên bao nhiêu lâu nay Pháp Hòa vẫn về đây để cùng với đại chúng duy trì ngôi tam bảo này. Mà cũng chẳng cần là phải tôi phải là người đứng lo gì hết. Quý vị cứ lo, Pháp Hòa làm được việc gì Pháp Hòa cứ làm. Như vậy thì quý vị hiểu là khi mà chúng ta có một cái vị nào đến quốc độ của mình, nếu không sai chánh pháp, với điều kiện là không sai chánh pháp và trong khả năng mình làm được gì, mình trợ duyên cho vị đó. Rồi điều thứ năm là gì? Khi mà tiếp nhận những vật dụng của tín thí cúng dường thì người tu sĩ đó không được phung phí. Cho nên ở chùa mình cũng vậy. Mặc dù mình là một cái ngôi chùa có ban hộ trì tam bảo và Phật tử đem vô cúng dường, thì mỗi thành viên trong này cũng giữ gìn của tam bảo đó, cũng giống như một vị trụ trì mà giữ cho ngôi chùa. Mà chính vì ở nơi này là một ngôi chùa, cho nên chúng ta cũng càng phải cẩn trọng bảo hộ hơn nữa. Bởi như vậy thì mới có xài lâu dài hơn. Còn nếu mà ai cũng không có bảo vệ nó thì làm sao nó tồn tại mà cho đại chúng xài chúng được. Cho nên theo tinh thần, vật dụng của chung thì ai cũng được dùng. Nhưng mà dĩ nhiên người ta dùng, người ta đâu có phí, người ta dùng đúng mức thôi. Cho mình không có quyền cất làm của riêng. Thí dụ như bây giờ cô Diệu A đó, cổ mua 5 gói tàu hủ kỳ, cổ cũng dùng chùa, của chùa cổ mua vô đó, cổ để đó cho chùa cúng và nấu ăn. Cái cổ nói cái này của tôi, cái cổ cất riêng, cổ nói để khi nào tới phiên tôi nấu, tôi lấy ra tôi nấu, không cho ai dùng hết. Mà trong khi đó ta đang thiếu đây nè, mà nhất định không đưa ra, đó là không có đúng. Phải không? Của chùa là mọi người đều quyền dùng, mà người ta dùng là ta nấu cho của chung để ăn chung chứ. Đâu có cái gì mà mình phải cất làm của riêng. Cho nên thí dụ bây giờ mua cái đó để vô chùa xài hết thì mình thông báo lên để cái ban tri khố lo về ẩm thực, vật thực, người ta mua người ta để thêm. Không nên cất làm của riêng. Mà thậm chí trong kinh còn nói, nếu cái đồ đó người ta đem vô người ta cúng cho chư tăng, trong 10 phương ai cũng được hưởng dùng, mà mình giấu riêng để cho tăng ở trong chùa mình xài không cũng lỗi nữa đó. Tại người ta cúng chung cho 10 phương tăng mà. Quý vị đọc trong Lương Hoàng Sám mà quý vị sẽ thấy rằng những cái nghiệp quả mà do mình tích trữ cất làm của riêng, giấu giếm để làm cho mình, rồi mình bị những cái lỗi lầm gì. Mà thật sự ra quý vị có nhớ có một cái câu chuyện đó. Có một vị thầy tỳ kheo đó được người ta cúng cho cái y mới, thầy chưa kịp đắp thầy chết. Mày vì tiếc cái y đó, thay vì mình chết thì mình nói thôi bây giờ mình không đủ duyên đắp cái y đó, mình để lại cho huynh đệ đào đồng tu mình đắp cũng vui. Không, cứ tiếc rẻ cái y đó, không được đắp cái y đó. Vậy mà chết thành một con sâu nằm ở trong cái y đó. Thấy không? Thành thử ra tại sao vậy? Tại vì tiếc cái đó, rồi phải làm trở lại một cái gì đó, đọa lạc thành một cái gì đó để nó có thể bò, nó có thể gần gũi với cái mình thích. Cho nên là cái người tu á, quý vị nhìn nè, mình xả từ hồi mình mới bước chân vào đạo. Áo quần thế gian mình xả bỏ. Cái đầu mình nó có cái tóc, nhiều tóc ít hay là tóc đẹp tóc xấu gì cũng cạo bỏ. Phấn son thì không màng, áo quần đẹp không màng. Rồi một cái mái ấm gia đình mình cũng không có. Thấy không? Rồi cái gì rồi mình tiếp nhận gì? Ba y một bình bát. Mà rốt cuộc ra mình tu hồi cái gì mình cũng chất chứa, cái gì mình cũng làm riêng của mình, để làm chi? Cho nên Phật dạy rõ là mình xả bỏ cái đó. Nói như vậy không có nghĩa là mình vô tâm đối với vật dụng nha, không phải. Cái chữ xả bỏ đây là chúng ta biết xài cho chung,
Và thậm chí chúng ta xài mà khi nào nó hết thì chúng ta sắm cái khác, hay là chúng ta không tiếc rẻ. Chứ không phải là thấy cái đó đáng lý để ngoài nó hư thì kệ nó, tại Phật dạy xả bỏ mà quan tâm chi. Không phải vậy. Không phải vậy. Mà nhiều khi mình quan niệm một cách rất là đơn giản, thôi đồ của chùa mà, không ai quan tâm, mắc gì mình phải quan tâm. Không có đúng. Đối với vật dụng mình phải có tâm thương tiếc, có nghĩa là mình phải trân trọng giữ gìn, nhưng để cho của chung chứ không phải làm cho của riêng mình. Mình phải rõ ràng như vậy. Giống như mình dạy ở mỗi một lần mà thấy một em nhỏ đó, em nó làm rớt cái áo mà nó không máng lên, nó nói của em nó mắc mớ rồi tới nó. Mà mình nghe như vậy mình không vui. Thì Pháp Hòa mới gọi lại, Pháp Hòa nói: cái áo này là của em con, nhưng mà nó em con biết nó là em con, cũng có nghĩa là của con mà của gia đình. Em nó làm rớt mà tại sao con không máng lên? Mà nó cứ sống theo cái kiểu là chuyện ai nấy lo. Cho nên người mỗi lần mà nó có chuyện nó đụng mình là tới mình hỏi, nó nói leave me alone, mind your own business. Đừng có quan tâm tới chuyện của tôi. Cái đó không có đúng. Mình sẽ cái tu của mình nó biết quyển chuyển mà biết quan tâm. Mà quan tâm thì không có nghĩa là mình nhiều chuyện. Mà gọi là biểu đừng có hỏi tới thì không có nghĩa là mình thờ ơ. Nó khác lắm. Cho nên ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật nói phàm có người chúng ta có 20 điều khó. Trong đó có một điều khó là đối cảnh vô tâm là khó. Mọi việc, mọi cái công việc mà nó xảy ra làm sao mình vô tâm? Vô tâm đây không có nghĩa là thờ ơ với nó, nhưng mà làm tất cả mà không dính mắc. Thí dụ cái cô đó cũng cần mình giúp đỡ, giúp xong là thôi chứ không có nói bữa khác người ta không ngó mình đó. Coi kìa, cái ghét không? Bữa hôm cần tôi tới để tôi giúp mà bữa nay nhìn tôi họ hỏng nửa mắt. Thí dụ vậy. Không. Mình cứ làm đúng cái việc của mình thôi. Người ta cần thì mình đến, người ta không cần nữa thì mình đi. Mà giờ người ta gặp mình, ta có hỏng chào thì mình cứ chào người ta. Cái việc của mình là mình cứ làm. Đừng có bắt buộc là người ta phải làm. Nhiều lúc một là ta không thấy. Hồi nhỏ Pháp Hòa bị cận, Pháp Hòa đâu biết đâu. Đi học á, băng qua lộ vậy nè, mấy Phật tử đậu xe, trong xe người ta vẫy tay, người ta chào mình cứ ngó, mình đi luôn vậy. Người ta nghĩ là mình không có để tâm, mình coi thường người ta. Tới sau này gặp người ta nói, ồ, mình biết là lúc đó là mình bị cận. Đến Pháp Hòa đi học á, viết mấy con số mà sai đó, làm bài sai đó, lúc đó mới biết là mình bị cận. Chứ còn trước kia mình cũng không để ý. Thành thử ra thưa đại chúng, có nhiều lúc người ta gặp mình, người ta không chào, một là có thể người ta không thấy, hai là người ta đang có chuyện gì, người ta buồn phiền gì đó, người ta không có để ý. Hay là thậm chí người ta cố tình người ta không chào cũng không sao đâu, mình cứ làm việc của mình đi. Rồi nhiều khi cái đó là cái đức để nó cảm hóa, tại sao người đó chưa bao giờ chào mình mà mình gặp mình vẫn cứ chào người ta. Thì từ từ cái đức của mình nó sanh từ đó. Cho có nhiều vị nói là bây giờ tôi sống ở đời nhớ có đức, sống cho có đức nghe. Thì quý vị sẽ đặt câu hỏi là đức từ đâu sanh? Từ những cái việc đó. Đức từ những cái chuyện, cái đức hạnh của mình là từ những cái chuyện mình làm mà không bao giờ mình phải đặt cái tâm là người đó phải ghi ơn nhớ nghĩa gì mình. Pháp Hòa mới đọc một câu chuyện cảm động của một cái vị nhà giàu qua Mỹ cách đây khoảng chừng mười mấy năm nay thành công. Mà ngày xưa đó là những người nghèo đi ở cho người ta, bị người ta hất hủi nhiều lắm. Rồi cuối cùng được một cái người hảo tâm giúp đỡ, nhận làm con. Rồi cuối cùng vị này được đi qua Mỹ theo diện con lai, rồi ráng học hành làm việc, có được cơ sở làm ăn và đem tiền của giúp lại cho mọi người nghèo ở Việt Nam. Và sau này không biết do nguyên do gì đó cái vị đó qua đời. Thì người ta mới nói rằng dù anh không còn ở trên thế gian này nữa, nhưng mà chắc chắn rằng nụ cười tình thương và trái tim ấm áp của anh sẽ còn lưu mãi trong tâm thẳm của mọi người.
Thì quý vị thấy như vậy. Mỗi lần mà đọc các tiểu sử của quý hòa thượng, ngày nay hòa thượng đã quẩy dép về tay, hình bóng của ngài không còn để chúng con nương tựa, nhưng mà đức hạnh của ngài vẫn cao vời, vẫn là bóng mát để chúng con nương tựa, vân vân. Thì đại chúng biết đó là mình cứ sống đúng theo cái bổn tâm của mình. Còn cái chuyện mà người ta nhớ mình như thế nào, mình không có, người ta phải đền ơn mình thế nào không quan trọng. Mà nhiều khi mình cho người ta 5 đồng, người ta cho mình lại 5 đồng cho nó hết. Có nhiều khi mình cho người ta mình không nghĩ gì hết, mà mai mốt người ta đền đáp lại những cái nó hơn nữa. Mà đừng quan tâm. Mà Pháp Hòa trong đời Hòa đã thấy rất nhiều người, người ta được cái quả như vậy. Khi người ta làm là người ta không có nghĩ. Mà cuối cùng mà những cái quả tốt nó đến với người ta bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị. Tại sao? Tại vì khi mình làm là mình làm bằng cái tâm vô lượng vô biên, thì cái quả nó sẽ trở về với mình cũng là vô lượng vô biên. Còn mình nghĩ là tôi giúp nó nhiêu nhiêu đó, thì nó sẽ đáp trả lại nhiêu nhiêu đó. Cho nó hay lắm. Thưa đại chúng, là trong một cái bài kinh có cái tên là Có lòng từ mẫn mà Đức Phật dạy quý thầy. Như vậy thì hôm nay chúng ta nói, khi chúng ta quy y tăng, tức là chúng ta nương tựa chư tăng hiện tiền trong đời này, những vị có tu hành, có học Phật, để chư vị tăng là những người học Phật Pháp, đem Phật Pháp về cho chúng sanh. Bởi vì nhiều khi chúng ta bận công ăn việc làm, không có thời giờ nghiên cứu học Phật. Cũng giống như bài kinh này quý vị không biết nằm đâu, nhưng mà Pháp Hòa có thời gian và đọc kinh này rồi và nói lại cho đại chúng nghe. Và mà nhờ ngồi đây nói được là tại hồi sáng giờ quý vị cúng có 4 món đó đó. Chứ nếu mà hồi sáng này mà không cạo gió, không có thuốc uống, phải không? Không có thuốc dán thì chắc là bây giờ ngồi không nói. Quý vị thấy không? Cho nên á, khi mà ngài Huyền, ngài Đường Tam Tạng mà lên tới Tây Phương Cực Lạc mà thỉnh kinh á, thì nó là con muốn thỉnh kinh có chữ. Muốn thỉnh kinh thì ngài Ca Diếp A Nan mới hỏi, vậy ông có mang gì đến để trao đổi không? Thì mình không hiểu, mình nói trời ơi, Cực Lạc Tây Phương mà còn ăn gì, ăn hối lộ, nó phải có đem gì trao đổi. Nhưng mà cái hình ảnh đó là tượng trưng cho sự gì? Sự đối đáp, sự đối đãi với nhau trong cuộc sống. Nếu anh muốn có kinh để đem về thì anh phải có cái gì để thay, để đổi lại. Nếu con không có gì hết á, ok, nếu không có phải không, tôi sẽ đưa cho kinh mà kinh không có chữ, kinh vô tự. Đến khi ra tới giữa sông rồi á, thì do một cái cơn rớt gì đó, mở kinh ra mới thấy kinh không có chữ, mới trở lại Tây Phương Cực Lạc, nói Phật ơi, Phật đưa kinh con không có chữ sao con tụng. Muốn kinh có chữ, mà có chữ là có chữ có nghĩa là có phương tiện để nhìn, để đọc, để hiểu. Còn kinh vô tự là chân kinh, bởi vì kinh thì không có chữ nghĩa gì hết á. Bây giờ muốn có chữ phải không, thì phải có cái gì đổi. Thì tại sao không lấy cái gì đổi mà lại đưa cái bát? Bởi vì cái bát là cái vật dụng tối cần cho một người tu. Ngoài cái y thì có cái bát. Cái y để giữ giới thân huệ mạng, cái bình bát để xin cơm, để nuôi cái thân mạng này. Cho nên mới nói là có thực mới vực được đạo. Có ăn thì mới có sống, có sống thì mới có tu hành. Cho nên chúng ta thường nói ăn không để mà ăn, mà thiệt sự ăn đâu phải để ăn. Ăn để sống, phải sống để làm gì? Sống để tu, tu làm gì? Tu làm lợi ích cho người. Rõ ràng ăn đâu phải có chuyện ăn để ăn, ăn để làm việc khác nữa. Đó. Ăn để sống, phải sống để làm gì? Sống để đi chùa. Đi chùa chi? Đi chùa công quả. Công quả làm gì? Công quả cho bá gia bá tánh hưởng. Vậy anh nhớ nhà ăn quan trọng lắm. Anh nhớ nhà cái ăn của anh á, anh ăn để sống và cuộc sống của anh quan trọng. Cho nên anh không được quỷ sự sống.
Anh không được thiếu chánh niệm trong khi ăn uống. Tại vì ăn uống không chánh niệm thì anh bệnh. Anh bệnh rồi ai tụng kinh cho tôi? Anh bệnh rồi ai lo chùa cho tôi? Ví dụ vậy. Cho nên mình phải thấy được cái trách nhiệm của mình để mình dấn thân, mình tiến tu. Thì qua cái bài kinh này, Đức Phật nói, một hôm Đức Phật ở trong một cái thôn kêu là Kimbala, Kimbila. Đức Phật gọi các thầy, Đức Phật này các thầy tỳ kheo. Một vị tỳ kheo nên thành tựu năm pháp này để nói lên tấm lòng từ mẫn đối với cư sĩ Phật tử. Năm pháp đó là gì? Một là phải khuyến khích Phật tử tăng thượng giới. Thứ hai là phải làm mẫu mực, làm cái sống như thế nào để làm cái phẩm, cái mẫu mực cho người cư sĩ. Thứ ba là phải an ủi, giúp đỡ khi Phật tử gia đình người ta hữu sự, từ những chuyện rắc rối trong gia đình cho đến những chuyện gia đình có người thân nhân qua đời. Mà khi đến đó đừng đặt vấn đề cúng hay là không cúng. Xin lỗi, nhiều khi người ta giúp cho mình suốt cả đời, cả năm. Bây giờ người ta đến đây, người ta hữu sự, người ta cần mình. Thứ tư là phải khuyến khích Phật tử phát tâm hộ trì cho chư tăng trong mười phương. Thứ năm là phải sống gì? Biết đủ, ít muốn, biết đủ và trân quý những gì Phật tử cúng cho mình. Cho nên cái hạnh của Hòa Thượng Trí Tịnh, ngày tu không từ cũng không cầu. Ngài không bao giờ, Ngài nói tôi cần này, ai cúng cho tôi không? Ngài không cầu. Nhưng mà ai đem cúng, Ngài cũng không từ chối. Nhưng mà nếu Ngài không dùng thì Ngài sẽ mang đến cho chư tăng khác mà dùng. Đó, thì bây giờ chúng ta sống cũng tập cái hạnh như vậy. Tức là khi nào chúng ta đến chùa nha, đâu có, bây giờ mình nói, có nhiều lúc mình đến chùa ngay bữa ăn, cái mình nói trời ơi kỳ quá, tôi không làm gì hết trơn, tôi ăn thôi, tôi không ăn đâu, tôi lên lầu. Mình không cầu, mình đi chùa mình đâu có cầu ăn, nhưng mà gặp ngay bữa ăn, cứ vô ăn. Rồi bữa khác đến chùa ngay lúc người ta có việc, sang tay vô vụ. Người Phật tử, chùa là ngôi nhà tâm linh của mình. Đừng có ngại ngùng, đây là ngôi nhà chung. Chúng ta đến đây phụng sự cho Tam Bảo. Cho nên chính vì phụng sự Tam Bảo, cho nên không có dù ai lỡ một cá nhân nào đó làm cái gì mình phiền hà thì cũng không có nghĩ, tại vì mình đâu phải vì một cá nhân đi chùa, vì Tam Bảo mà. Đó. Thì chư tăng là chúng ta thường ca ngợi là chúng trung tôn, tức là một bậc tôn quý ở khoảng giữa Phật và chúng sanh. Phật thì cách mình quá xa, cho nên mình là đứng ở giữa nè, mình mang Phật tới gần chúng sanh, mình mang chúng sanh tới gần với Phật. Bậc chúng trung tôn là bậc ở khoảng giữa, rất tôn quý. Rất tôn quý. Và nhờ chư tăng có học, có tu, cho nên đem cái lời giảng dạy đó hướng dẫn lại cho chúng ta. Cho nên đại chúng nhớ là mình quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và đừng có nghĩ rằng mình quy y một thầy. Tăng nghĩa là đoàn thể của những người xuất gia thanh tịnh tu học. Thầy Miên, thầy Thái, thầy Lào, thầy gì đó mà thầy đó có tu, có thanh tịnh đều là thầy của mình. Còn một vị thầy nào làm lễ cho mình thì mình nhớ là thầy đó là đại diện cho tăng để làm lễ cho mình. Cho nên ai chưa quy y nên phát tâm quy y Tam Bảo. Bởi vì quy y Tam Bảo, đời này sang kiếp khác mình không có mất cái hạt giống đó. Thân mạng của mình có mất, nhưng mà cái tâm quy y mình không mất. Cho nên mấy đứa nhỏ nhỏ đó, hồi nhỏ nó quy y, nó chưa có ý thức. Khi nó lớn lên, quý vị cũng nên cho nó trở về chùa để nó nghe lại, để nó ý thức. Tại vì cái gì mà từ nó ý thức, nó phát khởi thì nó nhận ra. Như hồi trưa này nè, thì có một em nó nghe em nó quy y, cái nó mới nói ba con cũng muốn quy y. Thì ba nó nói con quy y rồi, hồi nhỏ thầy quy cho con. Nó nói hồi nhỏ con đâu biết gì đâu. Thấy rõ không? Xong cái Pháp Hòa mới nói ồ được con vô đây ngồi. Thì Pháp Hòa mới giải thích quy y ngắn gọn bằng tiếng Anh cho nó nghe. Cái nó ồ, thì nó hiểu.
Tức là bây giờ nó có ý thức tại sao mình lại quy y. Tại vì khi mình quy y tức là mình biết mình là một Phật tử. Khi mình biết là mình một Phật tử thì trong lộ trình sống ở thế gian này mình không có dám hay là mình hạn chế làm những điều sai quấy không đúng với tinh thần Phật tử. Mà một khi mình đã sống được như vậy, nếu mình bỏ cái cõi đời này, mình đi vào trong bất cứ một cảnh giới nào khác, mình vẫn tâm niệm mình là Phật tử. Cho nên quy y đó, nó không phải chỉ lợi cho đời này, không phải lợi cho đời này mà lợi trong vô lượng kiếp. Bất cứ một cái lộ trình luân hồi sanh tử nào thì chúng ta vẫn biết mình là Phật tử. Cho nên tại sao phải ngồi đó quy y? Tác động vô tâm. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, con xin nương tựa Phật. Xong quy y rồi, ông thầy nói con nhớ bao giờ là con là đệ tử Phật. Còn hồi nhỏ mình nói gì đâu ý thức. Cho nên đó, cái đứa nhỏ đó nó chỉ quy y mà nó chưa thọ giới. Đến khi nó 12, 13 tuổi bắt đầu cho lên thọ giới. Cho thọ giới thì lúc đó nó ý thức nó có. Cho nên tại sao một thầy tỳ kheo phải 20 tuổi? Tại vì 20 tuổi mới đủ cái tuổi để suy nghĩ mình muốn cái gì. 18, 19 tuổi cũng chưa được. Phải 20 tuổi. Bây giờ thầy hỏi con lần nữa, con có muốn tu không? Đã, con muốn tu mà con sắp sửa phải thọ cái giới tỳ kheo, con làm một vị tỳ kheo, một vị thầy. Nói dạ con quyết định. Vậy đó mà tới 25 nó còn đổi đấy, chứ đừng nói là đừng nói là 18, 19 mà đã quyết định được đó. Rồi thì hôm nay Pháp Hòa về thăm là đại chúng và nhân đọc một cái bài kinh, thì Pháp Hòa thấy bài kinh này nó rất là phù hợp và rất là đúng với cái tâm nguyện của một vị xuất gia mà sống trong chùa. Mỗi ngày mình phải làm những công việc. Đối với các vị xuất gia, nếu như mà thấy cuộc sống mình sao mà tối ngày cứ lo Phật tử này, lo Phật tử kia, thì nghe bài kinh này xong rồi thì sẽ thấy rằng mình đã sống đúng với lời Phật dạy. Mình đi tu không phải chỉ để cầu nhàn ở chùa rồi gió mát với trăng trong rồi cầm quạt ngâm thơ rồi ha. Lúc nào không có chuyện thì cứ việc ngâm thơ, mà lúc nào có việc thì phải làm. Nhưng ngày hôm qua trời nó mệt, cảm nhức đầu sổ mũi mà phải đi từ cổng này qua cổng kia. Cái Pháp Hòa trên đường đi lân tơn vậy nghe. Cái Pháp Hòa mới nói làm tăng sĩ rày đây mai đó. Lúc chỗ này, lúc chỗ nọ, lúc ốm đau. Nhưng mà ta có Phật Pháp thì cũng chẳng sao. Đi chỗ nào rồi cũng ngọt ngào uống thuốc. Hôm qua đang trên đường đi, đang trên đường đi và đang bệnh mà làm thơ. Làm tu sĩ rày đây mai đó, lúc chỗ này, lúc chỗ nọ, lúc khỏe đau. Ôi mà thôi có bệnh cũng chẳng sao, về tới chỗ rồi ngọt ngào uống thuốc. Ngày hôm qua đi trên đường bệnh mà làm thơ. Thì thưa đại chúng là nếu mình sống đúng với cái hạnh nguyện của mình, cũng giống như Pháp Hòa thấy mỗi một lần mà ở đây có một đám tang, thì quý cô quý chú ở đây đến với gia đình đám tang bằng cả trái tim của mình. Lo không phải chỉ nghĩa là cái bàn thờ chưng dọn rồi giúp đỡ gia đình rất tốt, bởi vì cái đó là chúng ta thực hiện đúng cái nghĩa mà chúng ta sống, chúng ta đối với người sống và cũng như người mất. Mà qua cái bài kinh này thì chúng ta lại phải càng khuyến tấn mình hơn là chúng ta không đi trái với lời Phật. Có nhiều vị mới nói thầy tu sao thầy lu bu quá. Nhưng mà ai nói thì Pháp Hòa vẫn nhận. Nhưng mà Pháp Hòa biết cái lu bu của mình nó không có rời khỏi cái phạm vi của người tu. Tốt chứ có sao. Thí dụ như lát ấy, thầy ơi mẹ con bệnh thì cũng vô tụng kinh. Thầy ơi nhà con dọn nhà mới thì cúng dường không? Tại nhà mới cũng tụng kinh. Làm gì cũng tụng kinh thôi, thì có bao giờ vượt khỏi cuốn kinh đâu. Cho nên lúc nào cũng ở trong cái phạm vi đó.